Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với anh Cua Tuyết. Đấy, Ngao Tuyết này được gọi là Ngao Tuyết ấy. Đấy, lúc trước ấy là anh là đi vắt sữa bò nhiều rồi. Giờ anh mới quay trở lại hình dáng ban đầu của anh. Anh này ấy, hôm nay là mình đã cho anh maximum tất cả mọi thứ này. Tốc độ rồi, CQ cũng mắc này, máu cũng mắc này, 816 máu này, 408 công này, 181 tốc độ. Lần này cho anh nhớ được cái mũ con voi, cái voi rất bé. Sẽ bắt đầu thôi. CQ anh này là không ai có thể chống được các bạn ạ. Chỉ có mấy thằng cầm đeo khẩu trang vào mới chống thôi. Anh này chắc là không biết là con cua dừa, có sợ con cua dừa không, nhưng mà lúc trước là chơi cua dừa đúng không, bị một thằng Ngao Tuyết nó truyền virus ncov đi bụi luôn các bạn ạ. Ok, virus lên đây, mình chụp cúc ra cho anh thể hiện. Úi rồi, mình cao không ấy. Anh này là giống như là người cao quá nên là đi hơi cồng kềnh các bạn ạ. Ui rồi, một bãi trả trâu đang đánh nhau. Ui rồi, có vẻ từ nãy giờ mình không lên nên là chúng nó đánh nhau tứ lừa đây. Thằng cua của dưới té, mình chưa đủ tốc độ, chưa đủ level các bạn ạ. Ui, mình đập gì đây? Đù quét thức ăn nha. Rồi hôm nay là anh Ngao Tuyết đang gọi là muốn đọ sức nhiều, muốn thể hiện mình ấy, sức mạnh cao cường ấy đấy. Vì vậy hôm nay là anh bất bường top 1. Mặc dù kia có điều là cua đồng captain ạ. Này, khiên captain America cũ rồi. Ui rồi, khiên chắc thế. Không sao, anh vừa bị tiêu diệt rồi. Cái gì? Rồi, chiều đại kết thúc luôn rồi. Yeah, anh mình sẽ thể hiện cho mấy chú xem. Con này, láo thật. Mày biết tao là viên COVID ở dịch truyền nhiễm không? Đúng rồi, chạy nhanh vãi trưởng luôn. Mình sẽ xem tư thế chạy của nó xem nào. Tư thế chạy này. Ui, chuẩn virus lên COVID. Ôi rồi, dính virus lên COVID rồi. Em không làm gì đâu. Láo này, ngu người chưa. Đụng đỏ tới anh là không có tuổi gì đâu. Đi bộ luôn. Người láo, dám đánh mình. Mình đã lao vào cho nó một đòn rồi. Nó còn hố máu cao tròn. Ok, bây giờ là... Ui, thằng này trả thù. Anh ơi, thôi tha thôi. Ôi, thằng này nó chạy chậm hơn mình cần đánh một con nữa. Làm sao. Úi ôi, hai con nó ép mình ạ. Ôi, gì virus lên COVID đây. Chết đi. Ui, I am die các bạn ơi. Đây nhật, 2-1 không thuộc quẻ ấy. Như là lúc ấy mình đánh hai thằng đấy thì nó tức giận quá, nó giết mình các bạn ạ. Sao chú làm sao, thấy ai không? Thấy ai đấy không? Ôi, thằng cua ngay kia kìa. Tăng men gì à? Không sợ nhá. Tăng men gì nhưng mà anh đang cầm chạy nên em thôi đánh. Điều cay thật, thằng ấy nó đang lấy dương vua cua các bạn ạ. Nó vừa lấy xong dương vua rồi. Chú định lấy cái gì? Số thằng nhỏ vãi. Thôi mình lấy cái chạy đi. Cái gì đấy? Điều là vua cua. Ui rồi, kích virus ncov ạ. Kích virus ncov ạ. Giết vua. Thôi té luôn. Thôi tha. Úi rồi. Chạy nhanh. Chạy như chó đuổi. Một bên nhờ. Úi rồi. Mình thứ 90% rồi. Top 17 rồi đã. Họ báo cáo tròn đi. King killer rồi. Nào. Thằng vừa nãy nó lấy được cái khiên đâu ta. Kệ đi. Đằng nào chả mất. Giờ mình phải cho Ngao kết quẩy lên một tí nào. Vừa được quan nghênh lại giết được vua cua xong ấy. Lên đỉnh chưa? Vừa quát tí luôn. Mới có 90%, 93% rồi. Mà đã hổ báo thằng vua cua, nó hổ báo mình. Nó tưởng nó cầm kiến cấp tình cua, nó giết mình nó ngon các bạn ạ. Nhưng mà nó không biết rằng là virus ncov của anh là truyền từ bên trong cơ thể chứ không phải bên ngoài cơ thể các bạn ạ. Này thì láo này, cút cút ra để anh thể hiện. Anh kia nó hỗ trợ. Thôi cho mình chuẩn bị đi
King Killer rồi đấy. Chưa top gì nhưng cứ King là chắc chắn sẽ lên top. Ok, chúng ta tự sát nhau được. Sao ui ôi, nó trâu thế. Ui thằng này cầm gì đấy. Ui thôi bỏ qua đi. Sao ui rồi vô cuộc kìa. Ui vô cuộc kích end virus end covid. Virus end covid đúng rồi. Virus end covid này thì láo này. Ui bãi trưởng thằng gì ra thằng vô cuộc nó đặt bom. Tưởng nó chưa đặt bom rồi. Sao xoài vậy, có khi là kẻ hủy diệt của vô cuộc các bạn ạ. Ui ôi nha, mình vừa giết được vô cuộc xong rồi nha. Lên top 10 luôn mà tôi top 4 rồi cơ đâu. Kệ này, đánh mấy bọn này cay rồi. Hãy xem nhiệm vụ lần này có ngáp chuyện gì nào. À, gục 4 quân nào bằng đĩa thức ăn. Ôi, 4 quân đâu bằng đĩa thức ăn à? Ok. Ồ, 4 quân đâu bằng đĩa thức ăn à? Khiết, úi ôi. Vậy thì bá đạo hạt gạo rồi. Đầu vù cuối, dĩa thức ăn xem nào. Cua đồng, giết một con cua đồng bằng đĩa thức ăn này. Hai con cua đồng này. Bốn con cua đồng cơ à, nhưng mình chả thấy con cua đồng nào ở đây cả. Đây thật. Ấy trên này, cua đồng của bố nhá. Không được, không ai được đánh nhá. Ok, được rồi. Còn một con cua đồng nữa các bạn ạ. Một con cua đồng nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Một xin một con cua đồng thôi. Nào, xin một con cua đồng nữa thôi. Thôi. Sao? Té chưa? Sợ chưa? Biết sợ thế nào chưa? Úi rồi. Ờ từ vụ. Làm sao tao đặt bom bố rồi cơ đâu. Té nhanh. Ôi giời. Rồi, phí xì kêu phết. Nhưng mà giết được ba con cua đồng đúng không? Ừ, mình cần thêm một cái dĩa nữa. Ôi rồi, cua đá. À, láo tuyết này. Đánh nhau đi ngao tuyết à. Úi giời, có con cua đồng đây này. Nhanh. Ôi lỡ ngỡ vớ huy chương, tự nhiên là con cua đồng ấy đập ra cái dĩa, thế mình tự nhiên mình cầm luôn cái dĩa mình giết luôn. Ha này, vừa nãy này thằng đấy hình như thằng vừa nãy là nó chơi con cua đồng à, lộn chơi con cua gì à, con cua tám mình chia giờ mình giết luôn. Láo tuét à, đánh ai thôi té hết máu à, đã thêm vội cho virus ăn covid mấy đời cho chết luôn. Láo này ui nó chạy nhanh quá này, được lắm anh nó suốt ngày ăn thịt rồi chả sợ nữa. Ôi thôi lấy chìa khóa này các bạn ạ. Rồi chúng nó tranh giành chìa khóa thì mất luôn chìa khóa rồi. Ôi đi xuyên tường à, hay thật. Thôi tìm được vô kêu của King Killer rồi. Rồi đứa nào muốn vô đây solo à, bật khiên đây nè. Rồi tí nữa mình đánh nó sao. Ôi bây giờ cho dù nó có bật khiên đi chăng nữa mình quật cho một phát mất gần hết máu. Sao à, thằng cua đồng kìa thế ai không. Ôi ôi anh này là anh cao kèo các bạn ạ, tao như cái xào luôn đi. Rồi khi kinh rồi, đủ skill rồi các bạn ơi. Virus and covid đã đủ skill rồi. Giờ cần phải đi kicking. Ôi, bao tay thân hút. Ôi giờ thằng nào đấy? Không quan tâm nhá. Anh mình không có quan tâm đến chú đâu. Giờ anh muốn đi kicking để lên top cơ. Nhưng mà thằng King nó đi xa vậy. Nào, cút ta. À, tác mẹ đi. Ôi, ôi trời thế. Rồi, thôi mình lấy gậy bóng chày. Cầu thủ bóng chày nổi tiếng tới đây. À, lãnh địa cua rửa. Ôi, mình đi hẳn vào rừng dừa luôn. Chả sợ bị thằng cua rửa nó đánh. Thằng cua buồn kìa, mình chả quan tâm. Mình giờ quan tâm đến vua cua hơn. Đủ. Ôi rồi. Thì ra thằng vua cua nó tố lên đây. Tưởng là thằng nào nó lại. À, láo thật. Láo. Biết anh này không? Sao? Đưa trống lại. Này, vì điện có bị đi bụi này. Này thì trống à. Láo thật. Và cho thằng này ăn một ít virus COVID này. Láo. Bây giờ cho dù nó cầm trống đi chăng nữa nó vẫn thua mình rồi. Tội gì đói solo. À đồng một cua lại tố xuống dưới ạ. À. Hay thật. Lại anh kia mình phải hồi xì chữ. À tim này rồi. Vua cua dưới này ạ. À. Em xuống solo nó. À vua cua đây. Ôi thôi anh rồi. Thôi. Anh em cứ tuyết nhau không cho dính vi ăn covid đâu. Ôi ê, này thằng vô cua này ấy kẹt gốc cây á.
Cay vãi. Thằng Vũ Cun nó chạy nhanh quá các bạn ạ. Được rồi, Vũ Cun nó lái nhanh quá, tổ nhanh quá. Ôi, làm sao, làm sao. Úi ôi, thằng này là lãnh địa cua. À, thằng này láo thật. Động độ nhầm người à chú ơi. Này, láo, đưa. Cút ra, cút ra. Rồi, zip móng chân. Rồi, té, ăn hồi máu đã tính sau. Thằng cua dừa này khó chịu quá bạn ơi. Nó chạy nhanh hơn mình, bởi vậy nên là mình không đuổi kịp nó. Sao, ui ôi, đúng rồi. Chặn đường nó lại đi, chặn đường nó lại đi. Ôi, đúng rồi, chặn đường lại. Làm sao, ui ôi. Được chưa, nó tuổi gì đòi solo với mình. Mình là ổ dịch virus đen COVID mà nó là vua của các loài dừa. Đấy. Rồi xem nào. Thế bây giờ giết được King là lên top 5 kìa. Nhờ thằng kia quá nào, nhờ thằng kia nó đẩy. Nó đẩy con vua cua nó vào ngay cái chỗ của mình. Mình giết luôn. Ok. King kia, từ mình khiên đã. Khiên quan trọng lắm. Vừa đấy tí nữa mình đạp bom nó mình đi đuổi đấy. Nó đang solo một con cua siêu đó. Solo. Úi đồ ơi, láo à. Thôi vui bị tiêu diệt rồi. Sao rồi là vua rồi. Ô anh vừa lên sao là vua rồi. Úi ôi, thế mới gọi đẳng cấp chứ. Vừa giết được cua có vài lần đã vua luôn. Sao này đi. Quay tay thích quay tay kiểu khá bảnh à. Úi ôi thằng nào đi sau đít của mình kìa. Ôi không quan tâm nó. Các bạn biết mình quan tâm gì không? Quan tâm dương vua cua nó đang ở đâu chứ sao. Ngay đây ạ. À, lấy đùm cái gì đây. Úi ôi, đứa nào đuổi sau đít anh à. Sau đít à làm sao. Ui, khỏe thế nhỉ chú, khỏe thế nhỉ. Khỏe quá các bạn ạ. Anh đi khỏe quá, dám đứng sau đít mình để định băm trả mình. Nhưng mà không sao, mình đã băm trả thanh niên đấy rồi. Đâu, đứa nào muốn đây solo với anh nào. Chả đứng rồi. Được đấy, giết mấy con cua đồng á. Biển này rồi. Tiếc là lúc này là không có boss các bạn, tiếc vãi. Thôi kệ, giết mấy thằng trẻ trâu cũng được. Này, trẻ trâu. Ui ôi, kinh thế nhỉ. Solo này. Tội solo này. Dám láo à. Thôi chết, mình lấy nhầm cái chai rồi. Thôi lấy cái kiếm ngay. Squad đã King Squad các bạn ạ. Đấy, kiếm vụ cua. Có thằng trẻ trâu bên này này. Sao, anh em với nhau này đánh nhau không? Đây thằng này chạy nhanh vãi. Thôi kích. Làm sao. Úi ôi, còn 3 cái kiếm không cho con này cấy đâu. Con đấy vừa đấy là lấy cái kiếm mình. Vãi thật. Một đau một hit chết luôn rồi. Sao kìa, thằng này dám làm. Bố mày ở trên nông trại xưa mới dùng dao, giờ không cần dùng dao nữa rồi. Đúng đội cái mũ con vòi, còn voi cái vòi rất bé nên là không có đam to à. Thôi giờ anh sẽ thống trị bằng virus ncov lây lan ra tất cả các loài cua. Thằng nào to khổng lồ này. Khổng lồ à, thích khổng lồ à. Láo này khổng lồ á. Ui rồi, kẹt trong chân nhầy của nó khó chịu quãi. Ui rồi, mày thấy thoát rồi. Ở gần đây. Ôi, thùng tiền thằng nào đập mà không lấy này. Ngon. Rồi, mình cút ra. Không anh phang cho vài phát đi bụi đấy. Giờ mình phải săn mới đằng nhỉ. Trẻ trâu mà nó to ấy đấy. Mình sẽ săn nó. Xem nó chống chịu làm sao. Ôi dồi, cay đô cua dừa còn không chống được virus ncov này. Thì tuổi gì đòi solo. Ôi, đập cái gì à, cái ông chảy à. Quá ngon, cua đồng khổng lồ. Kêu cua đồng khổng lồ chạy à. Là này. Sao. Láo này. Ui dồi, mình mạnh hơn nó. Ui dồi. Chú không tuổi gì solo. Chắc gì chú đã maximum. Ui dồi, sợ quá té rồi. Thôi đi luôn, mình cũng phải đi luôn. Phải lấy dương vua cua đã tính sau. Vẫn chưa đứa nào biết các bạn ạ. Nó vẫn chưa đứa nào biết dương vua cua ở đằng sau đít này. Chỉ mình biết thôi. Quái. Ok. Cản đường à, thích cản đường. Cản đường này. Rồi đưa sò cho bố.
cái dương cung cua gần đây. À lại kiếm vua. Ôi ôi, thanh niên này có duyên với kiếm vua các bạn ạ. Mặc dù hút xì ke nhiều nhưng mà có duyên với kiếm vua ạ. Nãy giờ mới có ai am đai một lần nhé các bạn nhớ. Mới đẳng cấp chưa? Bây giờ mới có ai am đai một lần thôi. Đó. Em sẽ đi trong hang nhẹn xem nào, quẩy nào. À, cút cút ra, phải cho cút ra. Nhện siêu to khổng lồ. À đây đây đây, chạy 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 giết luôn. Ôi các bạn ơi, mình cao ngang với cái trần này, trần nhà này. Oh my god, đẳng cấp vãi, cao ngang với cái trần nhà luôn ạ. À, định lấy chìa khóa của anh là không dễ đâu. Định lấy chìa khóa của anh à, không dễ. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi. Đưa chìa khóa đây, đưa chìa khóa đây. Ai chết chết, thằng này láo thật. Virus COVID đây, cút. Ai láo tét. Chết rồi, cái chìa khóa đâu, đây đây đây, chìa khóa đây, chìa khóa đây, chìa khóa đây, lấy nhanh. Rồi mở dương xong là lấy. Ôi rồi chết chết chết, mình bỏ bao tay thao nốt rồi. Ở kiếm vua đâu rồi, chết rồi, thôi xong, té nhanh. Đây thật chứ không sao, hy sinh vì tiền là cái chết. À hy sinh và mình chưa hy sinh. Rồi mấy chú vào đi solo ơi. Ơi ỉ đâu cái biểu. Ôi tí vụ của đi bụi nhá. Thằng vừa nãy đâu, thằng to đầu vừa nãy đâu. Ngao tuyết đi hút xì ke nhiều hay là cướp tiền mà sao mà thần cho thùng nó ra nhiều tiền này. Ôi ghê quá. Ê trên này có thằng khổng lồ này. Sao solo không solo virus and covid đấy. Úi rồi tuổi quay tay cũng không tuổi solo nhé mọi nhân. Mình cho mỗi con một tí là bụi ngay, quá thành cát bụi ngay. Úi rồi xong chỉ kêu mình cứ đánh nhau với cái chồng này xong. Úi thằng đặt bom đấy. À láo tuyết ạ, đặt bom à. Đây trên này. Úi nó cầm cái chĩa. Thôi té tính sau. Ôi, mình sẽ lấy cái chai ra pha nó. Ôi, mình đập bố cái này rồi. Cút ra đầu của bố. Ôi rồi, thôi, bỏ qua đi. À, thằng này láo thật. Láo này. Cho rùa những video đen copy xin luôn nhá. Xuôi. Thằng này láo thật. Dám đánh anh xì ke ngao tuyết này. Ôi, dưng cô lên được kìa. Tiếc là trận này anh ngao tuyết anh không được đánh boss nhở. Không sao, cứ anh được làm đánh boss rồi. Giờ là không được đánh boss nhưng mà tiếc là anh đang trạng thái ultimate các bạn ạ. Trạng thái sức mạnh tối thượng luôn ấy. Xin nhá. Ôi nó kìa té. À nó đang lấy cái giường mình. Lấy luôn. Cút ra. Cái gì đấy? À, khiên vàng virus COVID. Virus đen COVID à, cho chú chết luôn. Đã thế thì phá luôn cả khiên vàng mấy ơi. Ui khỏe đấy. Thôi té. Ôi bạn ơi, các bạn có thể thấy độ trâu khiên vàng không? Thôi anh ơi, thôi. Anh em với nhau, không đánh nhau. Ok. Mình chạy nhanh vãi. Bao tay Thanos. Làm sao? Úi ôi, tuổi solo. Đi bụi luôn. Thằng kia ai cho mày đánh trẻ em hả? Nó cầm gì nó khỏe đấy. Nó cầm gì khỏe đấy. Mình bị đi tèo rồi, ai ăn đai rồi. Ôi ôi, các bạn có thể thấy vừa nãy không? Cho dù mình hồi sinh rồi nhưng mà mình vẫn bị dính virus and covid, tức là chuyển từ đời này qua đời khác ạ. Ghê vãi, trưởng nghe kinh vãi. Rồi thôi xong, chắc chắn là nó cũng bị chuyển từ đời này qua đời khác rồi. Ok. Ôi nhưng mà nó chưa chết. Dám đánh vua cua, thích láo à? Chú thích láo với anh à? Thích sợt, sức láo với anh à? Láo tuyết này. Úi ôi, đi bụi luôn. Rùa này, giết luôn. Rùa này. Tuổi gì solo. Anh nhìn trẻ trâu vừa nãy dám đâm đầu vào mình, tưởng mình yếu chứ không bằng ý. Mình cũng hơi yếu thôi. Tiếc là lần này tuy nhiên không được đánh boss ạ. Không sao, nhau mà con không kể con boss đây. Cứ đánh với con này là gặp mấy thằng trẻ trâu là quất hết. Ai bảo nó dám lao với mình.
Ngọc chỉ kia ngọc tuyết gì đó tối thượng ultimate ai à vừa đấy thằng trẻ trâu rồi à thấy rồi thằng trẻ trâu rồi thằng trẻ trâu rồi này láo ui ôi nó mình hết máu trời ui ôi pha thoát chết ngang tấc các bạn ạ, mình pha thoát chết ngang tấc rồi, pha thoát chết vừa nãy thôi pha thoát chết ngang tấc. Cho dù mình có một mẩu máu thôi mình vẫn sống, mình vẫn giết được nó. Không thể thấy là độ sức mạnh của nó là thế nào rồi. Ngao tuyết ultimate là sức mạnh của nó là vậy. Rồi đứa nào cản đường anh lấy vua cua à lấy dương vua cua anh sẽ băm trả ra. Ui ôi chúng nó lấy bu vào thôi xong rồi các bạn ơi. Thằng cái dương bu cuốn ở giữa trận địa nên là chúng nó bu vào các bạn ạ, chúng nó bu vào cái dương rồi thôi xong. À đâu dương trên này chứ lộn, cút ra đưa tiền cho bố, đưa đây à láo à, đi thích láo à ôi kẹt đây à thôi xong. Mình dùng xì kia rồi, làm sao láo này. Úi rồi ôi chết lấy kim bằng nhanh. Ôi định lấy cái gì chú định lấy cái gì láo tét. Ngoài thanh niên này gọi là có combo bá đạo, mặc dù thanh niên này không dùng. À đồng này thích đồng à, à con ấy ở đồng thôi tháo. Bá cháy quá các bạn ơi, bá đạo hoạt đạo này. Không phải combo vàng nhưng mà cái tại vì là đang có dao phay, đúng ra là mình nên đội mũ ấy thì nó sẽ có dao phay ultimate nhưng mà thôi kệ. À thằng này láo nhở, định đánh ai cho chết luôn láo này đánh ai. À xanh dương khổng lồ này rồi bây giờ đấy có thể thấy sức mạnh của ấy không, sức mạnh có gì đấy của vi luyện có vi không bạn ấy. Chết rồi, nó còn chuyên từ đời này qua đời khác ấy. Thậm chí nó có thể chuyên cho con cháu kinh. Rồi làm sao, ui con này to mà khỏe thế. À mà to nó khỏe thật. Này láo này mình chả cần phải sử dụng virus Covid mình vẫn thắng được nó. Em mình đang cầm khiên vàng mà. Holy cow, quá ngầu rồi. Đao và khiên vàng, mặc dù khiên vàng mình còn mỗi một cái. Kệ. Hay là chỗ sinh sản đời vì là boss nhưng thôi. Chào con ạ, làm sao mình đập vỡ bố khiên vàng mình rồi. Láo này con ạ, trẻ trâu tụ tập đâu ta. À hình như trẻ trâu tụ tập ở dưới này các bạn ạ. Thôi anh mày thấy mấy thằng trẻ trâu đang tụ tập ở dưới này nên mình cũng xuống đây chung vui chúng nó. Ôi giời, hay quá đi. Mà chìa khóa sao xa thế, sao chìa khóa sao xa thế. Dương một nẻo, chìa khóa một nẻo các bạn ạ. Chìa khóa xa quá vậy thì làm sao giờ. Giết thằng nào cầm chìa khóa thôi. Rồi mình cút ra cho vua cua tìm chìa khóa. One Piece mặc dù không làm hải tặc nhưng vẫn thích tiền. Ôi mình di chuyển nhanh vãi. Mình nên lấy dương vua cua hay là lấy chìa khóa? Mình nghĩ mình nên lấy chìa khóa. Tại vì lấy chìa khóa mình sẽ có tiền quay ra cua mới. À hết bố cua rồi còn cua mới gì. Đưa chìa khóa cho bố nhá, không thằng nào lấy nhá, không đứa nào được lấy nhá. Ui đó, có thằng đang lấy, có thằng đang cầm. Từ hết máu. Xong đi bộ rồi. À cái gì ta, à, gọi là gì ta nhỉ, mình quên mất cái tên gọi rồi. I am die. Rồi được rồi, chắc chắn nó đang di chuyển các bạn ạ, nó đang di chuyển. Nó cũng là một con ngao tuyết đấy. À, chết. Hết máu ơi. Rồi, đi bụi đi. Ôi ôi, mình đi bụi chừng đó. Máu mình tụt như nước luôn ấy. Đại chiến ngao tuyết các bạn ạ. Ôi, bây giờ virus and Covid nó còn truyền cả ra đời này của mình này. Cay thật, không sao. Không đi, úi ôi, đào. Tại mình quên mất là máu mình chảy như nước ấy các bạn ạ. Quên, mới cay. Thôi cay, hồi skill đã. Tính sau tính gì thì tính chứ hồi xì kêu đã tính sau. Ui thằng ngồi quay tay ạ. À? Thôi té ha. Quay tay thì mình té mình sợ nó chắc. Ê kích động luôn. Cấm thằng nào can thiệp vào chuyện này nhá. Láo này ui. Mình vẫn bị tiêu diệt các bạn ạ. Vô lý thật. Hình như chìa khóa nó cũng có đam sao. Thôi té, không đánh nhau nó nữa.
Đúng ra mình thắng bạn, nhưng mà nó chìa khóa nó cũng có đam, nên nó cộng đam cho thằng kia vào. Thế mới cày. Lão thật. Thôi kệ đi. Tập hòm xương kiếm sức mạnh để tiêu diệt nó thôi. À, giờ thì tuổi tôm nhá. Rồi, rồi. Ui, ui, đại chiến đánh nhau à? Đại chiến hỗn chiến à, hỗn chiến à? Chìa khóa đâu à? Chìa khóa đây. Chìa khóa. Ui, kích. Làm sao? Rồi. Cướp chìa khóa trắng trợn các bạn ạ. Ai? Chúng nó mang gần đến rồi, mình hãng cướp sao? Ui. Đúng rồi. Quan trọng là phải dùng cái đầu các bạn ạ. Chúng nó mất công, chúng nó đi một quãng đường dài ơi là dài. Mình sao mình gần đấy thì mình lấy tiền. Nào cút cút ra. Siêu việt này, ngào tuyết. Làm sao? Ui giời, hai thằng nó chém ạ. Chết rồi, thôi. Mình chắc không bỏ qua ấy. Mình chết quá. Bao nhiêu lần đã? Ừ. 6 lần thôi mà mình đã làm vua cua rồi. Đẳng cấp quá. Ngạo tuyết đúng rồi, xì ke. Nhưng mà sao điệu nhảy của anh lại là kiểu như là bà bênh các bạn ạ. Nào 766 766.400 điểm. Quá chất, xem anh. Ôi ôi, dịch bệnh virus nCoV đã khi được 3 người. Ui, tiền kìa, 1k5 tiền kìa. Thôi, video bên đây là kết thúc rồi. Tạm biệt tất cả các bạn.